Chào các bác, không phải lúc nào cũng được về hai đôi gấu như thế này. Và tranh thủ sẽ test cho các bác trong clip này, các bác cảm nhận luôn hai cặp này. Một cặp Sạc Vin Vega D9 là giữa đấy. Và một cặp hai bên, em để hai bên, đấy là cặp Infinity 152. Đây là hai cặp loa Mỹ rất là đình đám, rất là nổi. Đấy, rất là nổi luôn, nó đều là sở hữu bass 40. Đấy. Và nó có rất là nhiều các cái điểm tương đồng. Và như clip trước em đã hứa và bây giờ em sẽ test. Đấy. Lần này em sẽ dùng con âm ly Kenwood 9010, con này có giải mã nhé, các bác đang nhìn này, em quay đây. Em về được hai con. Thì con này là nó có giải mã như dòng 890D ấy, tức là các bác cắm trực tiếp từ Smart TV vào luôn, nó có cổng input optical, tức là đường vào của quang ấy. Đấy, đây là hai con Kenwood, con này công suất tiêu thụ 260W. Đấy, con này công suất tiêu thụ 260W điện 100V hàng nhập nội địa. Đây là cặp Infinity 152 bass 40, hai chung một tép. Đấy. Cấu hình của nó thì rất là gồ ghề. Nó cũng có hai cái tinh chỉnh. Đấy, tại sao em muốn so sánh hai cái bộ này thì với cái cấu hình này thì em báo giá luôn cho các bác là với con đôi đôi loa Infinity 152 cùng con âm ly Kenwood 9010 có giải mã thì đích danh bộ này thì em sẽ bán với giá 29 triệu 500 nghìn. Còn nếu các bác lấy cặp Sạc Vin Vega D9 bass 40 cùng với cả con âm ly Kenwood 9010 thì giá nó sẽ là để em tính cho nào. 41 triệu là gồm có Sạc Vin Vega D9 và âm ly Canvas 9010 và đều là cấu hình bass 40 các bác nhé. Thì các bác sẽ nghe, tí nữa em sẽ bật, các bác chú ý theo dõi khi mà em chuyển cầu loa, tức là em sẽ bật một đôi trước và các bác đánh giá, đánh giá các bác có thể để lại comment xem là em sẽ không nói là em đang đấu A là cặp nào và B là cặp nào. Các bác tự đánh giá trải nghiệm xem một bộ cùng con âm ly đấy, một bộ là 295 với một bộ 41 triệu. Các bác tự đánh giá, các bác tự trải nghiệm. Đấy, chất âm thì các bác theo tai của các bác và hình thức cũng vậy thôi. Tức là hình thức loa các bác thích đôi nào thì đấy là cái gu của mỗi người. Đấy. Còn cái cấu hình này thì thực sự là rất là ưng ý. Đấy, có những cái mình ghép mình cũng chưa cảm thấy ưng, nhưng có cái ghép rất là ưng. Tại vì ưng thì nó có nhiều cái tiêu chí, nhưng một trong cái tiêu chí đấy là nghe hay này, bày nó phải hợp lý này, và quan trọng nhất là hay, nhưng mà nó phải giá, nó phải vừa phải, nó phải bình dân. Chứ còn hay mà cứ vánh lên, cứ âm ly đắt tiền thì quậy quạo thì nhiều khi thì nó lại không hợp lý. Đấy, bọn em ghép nhiều để bọn em những cái tiêu chí đấy bọn em đánh giá nhiều. Đấy, còn anh em mà điều kiện kinh tế nhiều, có điều kiện kinh tế thì anh em chả phải cân đối gì, không phải đong đếm gì những cái chuyện này, cứ cái gì to nhất khủng nhất là quất thì cái đấy không nói, nhưng mà cái tiêu chí của thằng Auto là luôn luôn thế, và bên em không cạnh tranh về giá, luôn luôn lấy chất lượng làm đầu. Anh em có thể check giá rồi check mọi cái, nhưng mà quan trọng là cái chất lượng, hàng cũ không phải lúc nào cũng như nhau. Và đích danh hai đôi và âm ly hôm nay là em quay là mùng 2 tháng 8 năm 2019 và giá em đã báo như thế. Anh em có gì thì alo sớm cho số máy 098 369 8887. Bây giờ mời anh em trải nghiệm cái bộ hai bộ này. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.